Quang Linh Vlog khiến netizen Trung Quốc câm nín khi biết về kế hoạch thoát nghèo cho người dân châu Phi. Xin kính chào các bạn khán giả của Vietnam Prosperity. Các bạn thân mến, cách đây không lâu thì mạng xã hội Trung Quốc đã dậy sóng vì một video người Việt Nam phát gạo cho dân làng châu Phi của team Quang Linh Vlog với một tiêu đề không thể tin nổi. Chúng tôi đã phát quà Giáng sinh cho dân làng châu Phi. Ngay sau khi video đậm mùi nhận vơ bốc phét này được đăng tải thì đã tạo ra một cuộc nhận vơ lớn nhất trong lịch sử. Nào là người Trung Quốc tốt bụng quá, rồi là Trung Quốc đã cứu sống cả châu Phi. Trong vài một lần lòng tốt của người Việt Nam đã bị nhận vơ trắng trợn như thế. Ấy vậy mà thời gian gần đây có vẻ như là người Trung Quốc đã tỉnh táo hơn. Cụ thể là thay vì mới biết nhận nhầm thì netizen Trung Quốc đã ném đá hết sức kịch liệt một video nhận vơ người Việt để câu view. Vậy cụ thể, người Trung Quốc này đã quay xe như thế nào? Quang Linh Vlog đã làm gì khiến cả Trung Quốc phải chắp tay thán phục? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Phạm Quang Linh, chủ kênh Quang Linh Vlog cuộc sống ở châu Phi 6 năm qua vẫn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong và ngoài nước. Trong năm mới 2023, Quang Linh vẫn tiếp tục ấp ủ kế hoạch thoát nghèo cho bà con Angola. Bằng cách đi lên từ nông nghiệp, anh đã xây dựng trang trại Quang Linh Farm và tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm bà con nơi đây. Sau vụ mùa đầu tiên thử nghiệm thành công rực rỡ, Quang Linh ngày càng mở rộng trang trại nhiều hơn. Giờ đây, trang trại của anh đã được phủ kín một màu xanh của những nông sản Việt Nam, từ ngô, khoai, mía đến các loại rau xanh như bắp cải, bí ngô, củ cải. Mới đây, chàng trai xứ Nghệ vừa quay toàn cảnh trang trại khoe 2 hectare ngô vô cùng xanh tốt. Nhìn những lúa ngô cây nào cây nấy đều bằng chân chặn và cao ngang người khiến cho ai cũng suýt xoa rằng Quang Linh mát tay. Chính anh chàng còn phải thốt lên, chồng thế này mới là chồng chứ, khiến netizen không khỏi bật cười. Quang Linh chia sẻ rất hài hước. Ôi, những cây ngô đẹp chưa các bạn ơi, thân to cực luôn. Anh chàng cũng cho hay, đợi ngô lên cao hơn một chút sẽ dẫn trưởng thôn của các bạn đến tham quan, cho họ thấy quy trình trồng và chăm sóc ngô nếp, từ đó về phổ biến lại cho bà con trong bản trồng theo. Nam YouTuber cũng dự định là sẽ mở rộng quy mô trồng ngô lớn hơn. Trong video, anh chàng chỉ cho khán giả xem cả một vùng rộng lớn trước đây trồng khoai tây, đang chờ cải tạo xong sẽ ngay lập tức trồng ngô. Quang Linh cũng dự định là sẽ sử dụng riêng một mảnh đất để trồng khu vườn của Việt Nam. Ở đó sẽ có đầy đủ các loại rau củ quả như là giàn bí xanh, dưa chuột, rau hay các loại gia vị như ớt cay, hành lá. Mỗi loại anh chàng sẽ trồng một chút, tạo cảm giác giống như là một khu vườn yên bình ở quê. Có lẽ đây cũng là cách để mà Quang Linh vơi bớt nỗi nhớ nhà khi biến cảnh vật xung quanh tương đồng với Việt Nam. Chẳng bao lâu sau khi mà những hình ảnh mới về cánh đồng nông sản tuyệt đẹp của Quang Linh Vlog được đăng tải, một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đã cắt ghép video, tắt tiếng và chèn thuyết minh bằng tiếng Trung để đăng tải trên trang chia sẻ video Isakua. Có rất nhiều cộng đồng mạng Trung Quốc đã bị đánh lừa. Đây là những người Trung Quốc thực sự và đây là những hành động tốt đẹp mà người Trung Quốc thật sự đã làm. Nhiều người bình luận rằng người Trung Quốc thật tốt, thay vì cảm tạ Chúa, người dân châu Phi nên cảm tạ người Trung Quốc chúng tôi. Lẽ ra chúng ta nên tặng cho họ những món quà này vào lễ hội mùa xuân để họ biết ơn hơn với Trung Quốc, vì đây mới là lễ hội đặc trưng của Trung Quốc chứ chẳng phải là lễ Giáng sinh. Ơn nghĩa của người Trung Quốc với những người châu Phi là quá lớn, họ nên tập trung tưởng niệm ngày quốc khánh của chúng ta để thể hiện sự biết ơn. Tuy nhiên đó chỉ là phản ứng thông thường mà chẳng có gì lấy làm lạ cả. Netizen Trung Quốc đã nhận bừa Quang Linh rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thì khác. Có vẻ như sau khi bị các anh hùng bàn phím Việt Nam và quốc tế tấn công kịch liệt, họ đã không còn dám nhận vơ nhiều nữa. Thay vào đó, netizen Trung Quốc đã có những quan điểm khác lạ, có nhiều bình luận trái chiều được đưa ra như sau. Họ là người Việt Nam mà, nhưng nó không khác gì người Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ góp phần nhiều hơn cho việc quảng bá Trung Quốc. Mối quan hệ Trung-Việt nên được tăng cường, không nên có những xung đột trong quá khứ. Việt-Trung chúng ta là một. Đây là người Trung Quốc thật sự sao? Vậy tại sao họ lại không mặc áo Trung Quốc chúng ta nhỉ? Đây là áo có quốc kỳ Việt Nam, ai có thể giải thích cho tôi biết điều này không? Bạn sai rồi, họ là người Việt Nam, nhưng người dân địa phương nghĩ rằng họ là người Trung Quốc. Người này là người Việt Nam phải không? Đâu phải người Trung Quốc, dừng lại việc làm này ngay, nó thật đáng xấu hổ. Đàn ông Việt Nam lười biếng, làm việc dựa dẫm vào phụ nữ. Anh Linh người Việt Nam này được đánh giá là chăm chỉ. Hạt giống từ Trung Quốc tất cả được vận chuyển đến châu Phi. Người Việt Nam chọn giống rất giỏi. Đất nước Đông Nam Á Việt Nam thật tuyệt vời, rơi nước mắt. Phải nói là sau khi đọc một vòng bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc bên dưới video thì chúng ta đều cảm thấy là xây sầm mặt mày và chóng mặt vì quá nhiều ý kiến được đưa ra. Nhưng mà nhìn chung thì có vẻ như là họ bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Tuy nhiên, netizen Trung Quốc không thể nào hiểu được là họ đang hiểu nhầm tai hại đến mức nào mặc cho người Trung Quốc sống trong thế giới thiển cận của họ. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với châu Phi, nơi mà những chàng trai Việt Nam ngày đêm nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp cho người nghèo. Chẳng có một người Trung Quốc nào bắt tay vào làm, họ chỉ nói là giỏi thôi. Dành cho người Trung Quốc vẫn còn hay chê bai và đánh giá thấp người Việt Nam chúng tôi. Mới đây, Quang Linh đã làm một hành động hết sức tinh tế và đáng yêu như một phần quà lì xì năm mới cho người dân Angola và khiến cộng đồng mạng thế giới ngả mũ thán phục.
Đó chính là anh chàng đã bán cho 4 người dân Angola 4 chiếc điện thoại mới tinh với giá 100 quan. 100 quan đổi sang tiền Việt đâu đó là 5.000 đồng thôi các bạn ạ. Nhìn thấy phản ứng của người mua vui mừng và thấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Đối với người Việt Nam mình thì nó không có gì là to tát lớn lao cả. Nhưng với người dân nghèo thì đó là cả sự ước mơ không bao giờ thấy được các bạn ạ. Các bạn cứ tưởng tượng, mình bỏ ra 5.000 đồng và có được món quà mua được 4 miếng đất rộng khoảng 200m2 thì bạn hiểu được cảm giác của người may mắn như thế nào. Đáng chú ý là bác trưởng thôn 81 tuổi là cảm xúc nhất. Chỉ cần nhìn qua biểu cảm, biểu hiện chăm chú, tay run run, nét mặt hạnh phúc như sắp khóc của bác là cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn như thế nào. Không chỉ trao quà, Quang Linh còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra chiếc cần câu để người dân tự thân câu được con cá cho chính mình. Quang Linh đã dắt lôi con ra tận ruộng dưa để thu hoạch. Anh cho biết trang trại vẫn đang trong quá trình khai hoang, cải tạo dần dần chứ không đủ sức làm hết một lượt. Vì đất ở đây quá rộng lớn, thậm chí là mỗi máy cày đều phải cày sới từ sáng sớm đến chiều tối vẫn không hết. Trước đó thì Quang Linh cũng khiến cho nhiều người bất ngờ khi chờ rất nhiều khoai tây của trang trại đi tặng cho một bản nghèo ở Angola. Đây là bản còn nhiều khó khăn, có sự hỗ trợ của anh Nhân là một thành viên trong team châu Phi. Nam YouTuber muốn bà con sử dụng số khoai tây này làm giống để gieo trồng. Ngoài tặng khoai tây, chàng trai xứ Nghệ còn hướng dẫn bà con cách ủ sao cho khoai lên mầm tốt nhất. Nhận được sự giúp đỡ của Quang Linh, bà con trên bản ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Từ người già, thanh niên, phụ nữ cho đến các em nhỏ đều thi nhau nhảy múa, ca hát, hò reo, bày tỏ sự biết ơn với nam YouTuber. Như vậy, đủ hiểu là số khoai tây làm giống này đã giúp cho họ như thế nào, không chỉ có thể tự lao động sản xuất mà còn có công việc ổn định. Sự giúp đỡ của Quang Linh không phải chỉ là phát đồ ăn miễn phí mà thay vào đó cho họ chiếc cần câu cơm để có thể tự phát triển lâu dài, tự mình nuôi sống bản thân, không cần sự giúp đỡ của người khác. Có bao giờ mà các bạn tự vắt tay lên trán và thắc mắc rằng tại sao lại giúp châu Phi trong khi Việt Nam còn nghèo đói không? Thực sự là ai có theo dõi thì sẽ biết ngay, sự thật là Quang Linh và bạn bè của mình vẫn thường xuyên làm từ thiện tại Việt Nam. Hiện tại, nhóm của anh đang kết hợp cùng với Hoa hậu Thủy Tiên cho những hoạt động ý nghĩa với trẻ em nghèo ở Hà Giang. Sau thời gian chuẩn bị, mới đây, Hoa hậu Thủy Tiên cùng với team châu Phi đã khởi hành chuyến đi khảo sát trong dự án Điểm trường yêu thương. Trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog đã đăng tải hình ảnh của Thủy Tiên cùng với Tiến Nguyễn, Linh Philip, nam YouTuber viết: "Hành trình Điểm trường yêu thương tại xã biên giới Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang chính thức khởi hành." Được biết, Quang Linh trước đó đã lên kế hoạch cùng với Thủy Tiên đồng hành trong chuyến từ thiện này. Tuy nhiên, rất tiếc vì chưa thể về Việt Nam nên chỉ các thành viên còn lại trong team thay Quang Linh thực hiện. Là thế hệ 9X khá nổi tiếng trên mạng xã hội, Quang Linh hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập lớn từ việc làm KOL hay bất cứ một công việc nhàn hạ hơn. Tuy nhiên, anh chàng lại quyết định theo đuổi nông nghiệp ở một quốc gia xa xôi. Hơn hết, tất cả lợi nhuận của trang trại Quang Linh đều dành cho mục đích từ thiện, thậm chí nông sản thu hoạch xong cũng tặng miễn phí làm giống cho bà con. Điều đó khiến người hâm mộ ngày càng nể phục và yêu mến nam YouTuber nhiều hơn. Với người châu Phi mà nói, Bill Gates tài trợ bao nhiêu tiền đều không được bà con nơi đây yêu quý như là yêu quý Quang Linh. Bởi với team châu Phi, không chỉ đơn giản là quăng tiền là xong, họ sống cùng với bà con, đưa cho bà con cái cần câu, dạy bà con câu cá tự trang trải cuộc sống. Họ dạy cho bà con trồng rau, làm nương, làm rẫy, chăn nuôi, đào ao đủ cả. Tóm lại, họ dạy cho bà con mọi thứ để bà con có thể tự chủ được lương thực, không lo chết đói. Có thể là sự phát triển tốt hơn, đây mới chính là tấm lòng, là cái cách mà một người nhân hậu sẽ giúp người khác. Thế nên chúng ta là người Việt Nam, hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương lẫn nhau các bạn nhé. Cho đi là để nhận lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn có cảm nhận như thế nào về video ngày hôm nay? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Video hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.